Để đưa nguyên cái hình cô gái này vào trong một cái hình tròn như ở bên đây thì trước hết mình cần phải rút tất cả những layer con này lại vào nha. Cách là chọn tất cả này, chụp phải vào group. Đây tất cả đã nằm gọn trong một cái group này. Mình sẽ đặt tên cho nó nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vẽ hình tròn để cắt cô gái này. Mình bấm vào cái tool ellipse này, hoặc là chữ L. Vẽ, mình sẽ vẽ từ tâm. Mọi người vẽ từ tâm bằng cách là chọn ở đây, kéo ra, giữ phím option và phím shift để cái hình này nó tròn ha. Còn nếu như mình không có bấm shift thì cái hình này nó sẽ là hình ellipse, đúng không? Hiện tại cái hình tròn này nó là cái mặt nạ của mình đó, thì mình sẽ đặt tên cho nó để đỡ nhầm nha. Để mà cái hình cô gái này nằm ở trong một cái hình tròn thì cái layer mask này nó sẽ nằm ở trên cùng. Hiện tại nó nằm ở trên cùng rồi ha, không phải kéo nó đi đâu cả. Rồi bây giờ nó là mình cắt nó nè. Mọi người chọn hết tất cả bao gồm layer mask và layer mình muốn cắt, sau đó vào object, click mask, make hoặc là nhấn phím tắt. Đây, mình đã cắt được hình cô gái đó rồi nè. Bây giờ mình muốn điều chỉnh độ to nhỏ của hình tròn của cái mặt nạ thì như thế nào? Mình vào chọn mỗi một cái layer này thôi nha, sau đó mình kéo to nhỏ tùy ý. Rồi muốn cho nó xuống dưới lên trên thì cứ nhấn nó mũi tên thôi, hoặc là mình có thể chủ động mình kéo chuột. Sau khi tôi căn chỉnh xong rồi thì tôi cần có một cái lớp màu nền cho nó ha. Để giống bên đây thì tôi sẽ chọn layer mask này nè, sau đó là tôi chọn màu ở đây. Ở trên đây á, này là fill, ở dưới này là stroke, có nghĩa là fill là cái lớp ở bên trong ha. Bây giờ mình đổi thử nè, màu cam. Rồi bây giờ mình có thể lấy trực tiếp copy cái màu ở bên hình bên đây bằng cách là chọn vào cái tool eyedropper ha, và mình click vào đây, click vào cái màu mà mình muốn copy thì nó sẽ ra thôi. Muốn thoát ra thì mọi người nhấn vào V. Bây giờ mình đã xong được cái bước là cắt hình cô gái và hình tròn rồi nha. Cái nền màu cam ở dưới nó còn có những cái đường như thế này để trang trí nè. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Mọi người sẽ vẽ cái đường này bằng cái công cụ là brush, nhấn phím V hoặc là vào đây ha. Mình chọn màu cho nó đi. Nó là cái này nó là dạng stroke chứ không phải là dạng phim màu, nên mình cần phải đổi màu cho nó. Ở đây tôi vẽ cho nó xanh đi cho dễ thấy, và mình đổi màu sau khi mình vẽ xong cũng được. Rồi, và điều chỉnh cái độ to, độ dày của brush thì tôi vẽ một nét ở đây nè, một nét đi ngang ở đây. Rồi, hiện tại là mình sẽ có 3 nét ha. Để ra khỏi thoát khỏi cái tool này thì mình cứ bấm chữ V thôi, cũng sẽ rút lại ha. Mình chọn phím tắt đi, Command R. Rồi bây giờ nó làm thành một group rồi này, sẽ đổi tên thành một cong. Rồi, để nó nằm gọn trong cái hình tròn thì mình chỉ cần kéo cái layer này nằm ở dưới cái mask. Nhưng hiện tại thì nó đang nằm đè lên cô gái rồi thì mình sẽ chỉ cần đưa nó vào dưới thôi. Rồi, nó đang khác màu thì mình muốn đổi màu như thế nào? Bây giờ mình chỉ cần bấm vào cái bảng layer, chọn đổi cái layer đường cong này, sau đó mình đổi màu, đổi nó thành màu trắng và chỉnh opacity cho nó là 50. Vậy vậy là xong ha. Rồi, cô gái hiện tại đang nằm trong hình tròn rồi ha, nhưng mà cái đầu của cô gái đang bị cắt luôn rồi nè. Thì mình phải làm sao? Mask, copy, đó là pass. Nhưng ở đây pass mình sẽ pass nó nằm dưới cùng thì mình sẽ ấn Command B. Nó đồng nghĩa với việc là vào edit mask impact nha. Đây thì cái lớp mask thứ hai nó sẽ nằm đây này, nó không có gạch chân, có nghĩa là nó không phải là mask, nó chỉ là một cái hình thôi. Mình đặt tên cho nó là background đi. Rồi mọi người chọn màu ha, chọn màu như bên đây thì cứ vào eyedropper tool rồi mình tiếp chọn màu. Nó đang bị che đi, hình cô gái đang bị che đi rồi thì chỉ cần đưa cái layer này xuống dưới cùng là được. Rồi mọi người thấy không, ba layer như này, cuối cùng dưới cùng là background, sau đó đến cô gái, sau đó là đến lớp mask trên cùng. Bây giờ muốn hình cái tóc này lòi ra ha, rất là đơn giản. Direction tool hoặc chữ A ha, chọn vào cái anchor này, cái này gọi là anchor này, anchor này thấy không, còn cái này gọi là path nè. Mình vào cái anchor này ha, sau đó mình kéo nó lên, kéo qua khỏi đầu cô gái là được, không cần phải cao lắm đâu. Đó, ra ngoài xong. Bây giờ mình muốn chỉnh cho
cái hình tròn nó nhỏ lại đúng không? Cũng đơn giản luôn, mình chỉ cần vào trong mask co nó lại nha là được. Nhưng mà bị che rồi thì bây giờ bị che đầu rồi thì bây giờ mình lại vào bấm vào A, chọn cái hình tròn này và kéo lên, thế là xong. Nhưng mà mọi người ơi, hãy nhìn đây, cái background của mình nó không đi theo cái lớp mask này nè, thấy chưa? Vậy thì phải làm sao? Tua lại nha. Rồi đến cái bước mà mình scale nhỏ lại thì như thế nào? Mình sẽ vừa chọn mask, vừa chọn background, nhấn giữ shift là được. Sau đó mình vào chữ V để nó hiện ra cái đường path để mình scale này. Đó, sau đó mình sẽ scale lại. Ừ, là được. Rồi nó bị che đầu đúng không? Thì tiếp tục lại vào layer mask, chọn A và kéo nó lên. Rồi. Layer, bấm delete layer mask. Đó, thì cái việc cắt cũng mất đi, nhưng mà cái layer mask mình mất luôn. Còn nếu như mình bấm chặn tất cả, chuột phải, release, clipping mask, thì quay lại từ đầu, nhưng mà layer mask bị giữ nguyên. Để phòng cái trường hợp sau này mình muốn làm cho một cái khác, đó là như thế. Để làm clipping mask được á, thì mọi người cần lưu ý hai điểm. Thứ nhất là layer mask phải nằm ở trên cùng. Nghĩa là sao đây, cái layer mask này cần phải nằm ở trên cùng. Và điều thứ hai là đối tượng cần cắt phải được group trước khi làm clipping mask. Nghĩa là đây, đây mình có cái layer cô gái này đúng không, thì mình phải group nó lại nha.